Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Giữa hai làn bom đạn của xung đột Israel-Hamas, các bệnh viện trên khắp dải Gaza đang rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng và vật tư y tế. Al-Shifa và Anqua, hai bệnh viện lớn nhất và lớn thứ hai ở Gaza, cho biết họ đang tạm dừng hoạt động. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Liên Hiệp Quốc tin rằng khu phức hợp y tế Al-Shifa đang là nơi trú của hàng nghìn, thậm chí có thể hơn 10.000 người, gồm bệnh nhân, nhân viên y tế và người sơ tán, nhằm tránh giao tranh ác liệt gần đó. Bệnh viện Al-Shifa là cơ sở y tế chủ chốt ở thành phố Gaza. Ông Joseph Aburis, quan chức y tế ở Gaza, cho biết cơ sở này đang cạn kiệt nhiên liệu để chạy máy phát điện và các thiết bị máy móc khác phục vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Quân đội Israel cho biết đã phân phát 300 lít nhiên liệu gần bệnh viện Al-Shifa để phục vụ mục đích y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện, ông Sonmiya, cho biết bệnh viện cần ít nhất 8.000 lít nhiên liệu vận hành các máy phát điện chính để có thể cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, Mohammad, cho hay trong bối cảnh các lực lượng Israel bao vây chặt chẽ, họ buộc phải chôn những người đã tử vong trong một ngôi mộ tập thể ở sân bệnh viện. Trong đó, có cả những trẻ em và 29 bệnh nhân từng được điều trị đặc biệt ở bệnh viện này, song đã không qua khỏi sau khi nguồn cung cấp nhiên liệu của bệnh viện cạn kiệt. Đại diện Quỹ Dân số, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra xung quanh một số bệnh viện ở phía bắc Gaza. Theo các tổ chức này, một số trẻ sơ sinh đang được trợ thở đã tử vong do mất điện, thiếu oxy và nước tại bệnh viện Al-Shifa, trong khi những đứa trẻ khác gặp nguy hiểm. Các tổ chức nhân đạo cho rằng tấn công vào cơ sở y tế và dân thường là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12 tháng 11 cho biết cơ quan này đang tìm cách khôi phục liên lạc với các chuyên gia y tế tại bệnh viện Al-Shifa. Theo ông Ghebreyesus, tình hình hiện rất nghiêm trọng và nguy hiểm, số bệnh nhân tử vong đang tăng nhanh, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 36 ngày kể từ khi xung đột nổ ra. WHO đã ghi nhận ít nhất 137 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Gaza, khiến 521 người tử vong và 686 người bị thương. Khi tình hình ở Gaza ngày càng đi đến bờ vực thảm họa, quốc tế đang không ngừng nỗ lực kêu gọi hai bên ngừng bắn. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 13 tháng 11 kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nữa nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas thông qua thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng, theo Reuters, ông Widodo nhận định đây là một vấn đề nhân đạo, đòi hỏi sự đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu để giải quyết. Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden yêu cầu Jakarta đóng vai trò lớn hơn ở Trung Đông nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu Israel kiềm chế hơn trong các hoạt động quân sự của mình, cũng như kêu gọi tạm dừng xung đột vì mục đích nhân đạo. Hôm 13 tháng 11, ông Biden nhấn mạnh các bệnh viện phải được bảo vệ trong bối cảnh đụng độ diễn ra quanh bệnh viện Al-Shifa lớn nhất dải Gaza. Trong khi đó, ông Andre De Domenico, quan chức cấp cao của Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho biết những chiếc xe tải chở hàng viện trợ vào dải Gaza có thể ngừng lăn bánh từ ngày 14 tháng 11 do thiếu nhiên liệu. Tình trạng này cũng trở thành vấn đề sống còn tại các bệnh viện, nơi cần máy phát điện hoạt động để vận hành nhiều thiết bị, trong đó có hệ thống hỗ trợ hô hấp. Tờ The Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Galan ngày 13 tháng 11 cho biết không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel. IDF đang tiến công ở mọi nơi, Hamas đã mất kiểm soát Gaza. Các tay súng Hamas đang chạy về phía nam, dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas, không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Cũng trong ngày 13 tháng 11, quân đội Israel chia sẻ video và hình ảnh ghi lại thứ mà họ cho là vũ khí được Hamas cất giữ dưới tầng hầm của một bệnh viện nhi ở dải Gaza. Phía Israel cũng cho biết các con tin dường như từng bị giam giữ tại đó. Người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội tìm thấy một trung tâm chỉ huy với kho vũ khí bao gồm lựu đạn, áo khoác tự sát và nhiều chất nổ do Hamas cất giữ ở tầng hầm của bệnh viện Rantisi, bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhi ung thư. Khung cảnh trong đoạn video dường như là khu sinh hoạt đơn giản, bao gồm một căn bếp nhỏ cũng như đường hầm gần đó mà ông Daniel Hagari cho rằng dẫn đến nơi ở của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Ông Daniel Hagari nói trong cuộc họp báo trên truyền hình,
Chúng tôi đang xác minh việc này, thế nhưng chúng tôi cũng có thông tin tình báo xác minh điều đó. Quân đội tìm thấy một chiếc mô tô có vết đạn, dường như được sử dụng để đưa con tin đến Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó, đề cập đến chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen trước đó nói rằng áp lực quốc tế có thể buộc Israel phải thay đổi hành động của mình ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ông Galan nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ ma trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị bắt giữ ở đó, khi hy vọng về một thỏa thuận với Hamas ngày càng mờ nhạt. Theo ông Jason Paskin, một nhà đàm phán của Israel, những nỗ lực đàm phán giải phóng các con tin bị bắt giữ ngày 7 tháng 10 đang tiến đến thời điểm quan trọng. Ông nói với The Times, trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới đây, nếu không có thỏa thuận thả con tin, các hoạt động quân sự nhằm vào những nơi con tin có thể bị giam giữ sẽ bắt đầu. Một nỗi lo khác đang dấy lên ở Trung Đông lúc này là hành động thù địch tại biên giới Lebanon-Israel đang gây ra thương vong gia tăng cho cả hai bên. Ngoài ra, theo Reuters, khẩu chiến leo thang càng làm gia tăng nỗi lo về xung đột rộng hơn giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon và được Iran hậu thuẫn. Mỹ khẳng định không muốn xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời điều hai tàu sân bay đến đó để ngăn Iran can dự vào cuộc khủng hoảng. Hezbollah sẽ chỉ can dự sâu rộng hơn vào xung đột Israel-Hamas nếu Hamas bị loại bỏ hoàn toàn ở Gaza. Người phát ngôn của Hamas, ông Ahmed Abdul, cho biết hôm 13 tháng 11. Theo ông Abdul, Hezbollah chưa sẵn sàng tham gia trực tiếp vào xung đột Israel-Hamas, nhưng sẽ leo thang các chiến dịch chống lại Israel trong trường hợp Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Đối với Hezbollah, thời điểm phong trào ở Gaza bị dập tắt hoàn toàn chính là thời điểm lằn ranh đỏ đã bị vượt qua, ông Hadi cho biết. Theo đài NBC News, mặc dù quân đội Israel giao tranh với Hezbollah dọc biên giới Israel-Lebanon nhiều lần trong những tuần gần đây, chỉ huy cấp cao Naem Qassem của Hezbollah nhấn mạnh các cuộc đụng độ này chỉ đơn thuần là nhằm giảm áp lực cho Gaza. Các quan chức cấp cao khác của Hezbollah từ chối tiết lộ lằn ranh đỏ của nhóm, chỉ nói rằng phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel. Thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah tuần trước thông báo nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động trên mặt trận chống Israel với sự gia tăng về quy mô lẫn số lượng chiến dịch, mục tiêu và vũ khí sử dụng. Quân đội Israel từng cảnh báo Hezbollah về sai lầm nghiêm trọng nếu nhóm này tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt gần 80 tay súng Hezbollah trong các cuộc đụng độ gần đây. Trong khi đó, tờ Time of Israel dẫn lời Bộ trưởng Galan ngày 13 tháng 11 cho biết, không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel. IDF đang tiến công ở mọi nơi. Hamas đã mất kiểm soát Gaza. Các tay súng Hamas đang chạy về phía nam. Dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Theo ông Galan, quân đội Israel đang tiến công theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác quyết liệt. Đề cập đến chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen trước đó nói rằng áp lực quốc tế có thể buộc Israel phải thay đổi hành động của mình ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ông Galan nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ ma trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.